đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp khó khăn và không thể gây bất ngờ khi thua 0-2 trước đội tuyển Nhật Bản, đội bóng mạnh nhất châu Á, trong trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, trong bài đấu này, Quỳnh Như và các cầu thủ khác đã nỗ lực hết mình, thể hiện tinh thần quyết tâm và kiên cường. Huấn luyện viên Mai Đức Chung, người dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, đã bày tỏ sự hài lòng về cách mà đội của ông đã thi đấu. Dù không thắng, tỷ số 0-2 được xem là một thành công khi so sánh với trận thua 0-7 trước Nhật Bản tại ASEAN 19. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và những người Việt kiều đã ủng hộ đội tuyển. Mặc dù thua, đây là một bước tiến vững chắc cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cùng với tinh thần thi đấu cao cả và quyết tâm, đội tuyển đã chinh phục nhiều trái tim trên khắp đất nước và ghi dấu tại giải đấu quốc tế. Sau trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tạm biệt giải. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành của người hâm mộ và các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đất nước Uzbekistan đã nhiệt tình đón tiếp đội tuyển nữ Việt Nam.